Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hôm nay là ngày gì. Và hôm nay là 11 tháng 4. Ngày sinh của ai? Bao Công, ông sinh năm 999, quan đại thần nhà Tống. Vua Hào đệ nhất của Bồ Đào Nha, ông sinh năm 1357. Thiago Alcantara, cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha, anh sinh năm 1991. Phan Văn Đức, cầu thủ bóng đá người Việt Nam, anh sinh năm 1996. Ngày mất của ai? Thomas Bromley, đại tướng lãnh chúa Anh, ở mất năm 1587. Otto Wagner, kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị người Áo, ở mất năm 1918. Dishaun Horton, rapper và diễn viên người Mỹ, anh mất năm 2006. Sự kiện. Vào năm 1241, đế quốc Mông Cổ đánh bại vương quốc Hungary trong trận Mohi. Năm 1803, Ngoại trưởng Pháp Jacques Talleyrand đề nghị bán toàn bộ lãnh thổ hạt Louisiana cho Hoa Kỳ. Năm 1908, tàu tuần dương SMS Blücher được hạ thủy. Đây là tàu tuần dương bọc thép cuối cùng được Hải quân Đức chế tạo. Năm 1970, tàu Apollo 13 được phóng lên. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Tôi là Đăng.